Chào mừng các em học sinh khối 11 đã đến với bài học ngày hôm nay. Văn học Việt Nam là một nền văn học thống nhất, luôn vận động theo những quy luật riêng, đặc thù riêng. Các nhà nghiên cứu văn học đã thống nhất trong việc phân văn học Việt Nam thành các thời kỳ khác nhau, các giai đoạn khác nhau. Mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn lại vận động phát triển khác nhau, chịu sự chi phối, quy định của hoàn cảnh lịch sử, xã hội. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 là một thời kỳ rất quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc. Vậy, văn học giai đoạn này ra đời và phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội như thế nào? Và cái giai đoạn văn học này có những đặc điểm, có những thành tựu ra sao? Bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau làm rõ điều này. Qua bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945. Có thể nói, văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 có 3 đặc điểm cơ bản. Thứ nhất là văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa. Thứ hai là văn học hình thành hai bộ phận, phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Và cuối cùng là văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng. Và trước hết chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu đặc điểm thứ nhất, đó chính là văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa. Đầu tiên là về hoàn cảnh lịch sử. Sau gần nửa thế kỷ tiến hành chiến tranh xâm lược, đến những năm đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp đã cơ bản bình định xong Việt Nam và chính thức đặt ách đô hộ thực dân lên toàn bộ đất nước ta. Ngay sau đó, một mặt chúng ra sức củng cố bộ máy thống trị, mặt khác liên tiếp tiến hành hai cuộc khai thác về kinh tế với quy mô lớn. Từ đó, xã hội Việt Nam có những chuyển biến sâu sắc. Dưới ách áp bức của thực dân Pháp và bè lũ phong kiến, nhất là từ khi chịu thêm sự áp bức bóc lột của phát xít Nhật, đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ, không khí xã hội trở nên ngột ngạt. Nhà tù, trường bắn của bọn thực dân thống trị mọc lên khắp nơi. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta và thực dân Pháp, giữa quần chúng lao động và bọn thống trị bóc lột vốn âm ỉ đã lâu, từ những năm 30 càng trở nên sâu sắc và quyết liệt hơn. Phong trào cách mạng, đặc biệt là từ năm 1930, ngày càng phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy lịch sử chuyển biến mau lẹ dẫn đến cuộc thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945. Sau hai cuộc khai thác thuộc địa, một mặt đất nước ta, nhân dân ta bị bọn thực dân vơ vét, bóc lột thậm tệ. Nhưng mặt khác, cơ cấu và trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam có sự biến đổi theo hướng hiện đại. Xã hội Việt Nam có những chuyển biến, ít nhiều phá vỡ được cái tình trạng lạc hậu, trì trệ kéo dài hàng trăm năm. Nền kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp có nhiều thay đổi, lưu thông hàng hóa phát triển, các hàng hải được xây dựng, nhờ đó mà Việt Nam có thể tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài. Một số thành phố công nghiệp ra đời, đô thị, thị trấn mọc lên ở khắp nơi. Những giai cấp, tầng lớp mới như công nhân, tư sản, tiểu tư sản, bao gồm dân nghèo thành thị, học sinh, viên chức, tiểu thương, tiểu chủ, nhà văn, nhà báo lần đầu tiên xuất hiện và ngày càng đông đảo. Một lớp công chúng sinh hoạt theo lối Âu hóa, có đời sống tinh thần và thị hiếu thẩm mỹ mới đã được hình thành. Tiếp theo là về văn hóa xã hội. Từ đầu thế kỷ 20, văn hóa Việt Nam dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của phong kiến Trung Hoa, bắt đầu mở rộng tiếp xúc với văn hóa phương Tây mà chủ yếu là văn hóa Pháp. Những tư tưởng tiến bộ, nhất là tư tưởng Marxist được tiếp nhận qua sách báo tiếng Pháp đã làm thay đổi nhận thức không chỉ của những thanh niên trí thức mà của cả những nhà nho yêu nước. Lớp thanh niên trí thức Tây học ngày càng đông đảo, đóng vai trò quan trọng về mặt tư tưởng và văn hóa. Tiếp thu tư tưởng mới của văn hóa, văn học phương Tây, họ có những quan điểm mới về vũ trụ, nhân sinh và về cái đẹp. Họ dần thay thế cho lớp trí thức nho học vốn được xã hội phong kiến trọng vọng trong nhiều thế kỷ. Nhưng đến nay đã không theo kịp và trở nên lạc lõng trước thời cuộc. Một làn sóng văn hóa mới được dấy lên khá mạnh mẽ nhằm chống lại lệ giáo phong kiến hủ lậu, đấu tranh đòi giải phóng cá nhân, thoát khỏi những khuôn phép bất nhân của lệ giáo phong kiến. Tiêu biểu đó là phong trào đấu tranh cho tự do cá nhân trong lĩnh vực tình yêu và hôn nhân đầu những năm 30. Đến thời điểm này,
mối xung đột cũ mới đã thực sự trở nên gay gắt và quyết liệt. Cũng từ đầu thế kỷ 20, chữ Quốc ngữ và chữ Pháp đã thay thế chữ Hán, chữ Nôm trong nhiều lĩnh vực, từ hành chính công vụ đến văn chương nghệ thuật. Chữ Quốc ngữ đã bắt đầu phổ biến rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho lớp công chúng thị dân tiếp xúc với sách báo. Mặt khác, nghề làm báo, in ấn, xuất bản theo kỹ thuật hiện đại cũng ngày một phát triển, đồng thời với báo chí tiếng Pháp là sự ra đời của nền báo chí Quốc ngữ với thời gia định báo năm 1865 ở Nam Kỳ. Đến đầu thế kỷ 20, báo chí Quốc ngữ đã mở rộng ra khắp cả nước, góp phần thúc đẩy nền văn học mới phát triển, vì không có ngôn ngữ báo chí thì không có ngôn ngữ văn học hiện đại. Cùng với báo chí, phong trào dịch thuật đầu thế kỷ 20 mà chủ yếu là dịch tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, tiểu thuyết và kịch Pháp cũng có tác động khá quan trọng tới sự hình thành và phát triển nền văn xuôi Quốc ngữ. Và trong giai đoạn này thì viết văn cũng trở thành một nghề để kiếm sống. Hiện đại hóa được hiểu là quá trình làm cho văn học thoát khỏi hệ thống thi pháp của văn học Trung Đại và đổi mới theo hình thức của văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học trên thế giới. Có thể nói tất cả những nhân tố trên đã góp phần tạo nên những điều kiện chín mùi cho sự hình thành nền văn học Việt Nam hiện đại. Quá trình hiện đại hóa của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 đã diễn ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ đầu thế kỷ 20 đến khoảng năm 1920. Giai đoạn thứ hai là từ năm 1920 đến năm 1930. Và giai đoạn thứ ba là từ năm 1930 đến năm 1945. Đầu tiên là giai đoạn 1, từ đầu thế kỷ 20 đến khoảng năm 1920. Đây là chặng đường mở đầu của thời kỳ văn học hiện đại. Thành tựu văn học tiêu biểu ở chặng này đó chính là văn học yêu nước và cách mạng. Đông đảo các nhà nho yêu nước có tư tưởng canh tân tập hợp xung quanh những phong trào yêu nước như phong trào Duy Tân, phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, mà tiêu biểu đó chính là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng. Những người này đã sử dụng ngòi bút của mình như một thứ vũ khí sắc bén, sáng tác văn thơ cổ động cách mạng, khích lệ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Một phong trào sáng tác thơ văn yêu nước bằng nhiều hình thức, văn xuôi và văn vần, viết bằng chữ Quốc ngữ và bằng chữ Hán, sáng tác ở trong nước, có khi ở trong nhà tù như ở Côn Đảo, và cả ở nước ngoài bí mật gửi về, đã góp gió thành bão, thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước và cách mạng đầu thế kỷ 20. Dòng văn học này là sự nối tiếp và phát triển mạnh mẽ của dòng văn học yêu nước chống thực dân Pháp nửa sau thế kỷ 19. Trong đó có không ít tác phẩm đặc sắc mà tiêu biểu là thơ văn của nhà chiến sĩ cách mạng Phan Bội Châu. Đây chính là tiếng nói của một lý tưởng mới tràn đầy cảm hứng lãng mạn cách mạng, với giọng điệu bi hùng, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, với tinh thần bất khuất, sự trỗi dậy mạnh mẽ của sức sống dân tộc sau những ngày thất bại nặng nề của phong trào cần vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, dù đã có những cái thay đổi khá rõ nét về nội dung và tư tưởng, nhưng thể loại, ngôn ngữ, văn tự và cả thi pháp của dòng văn học này nói chung vẫn thuộc phạm trù của văn học Trung Đại. Một hiện tượng đáng chú ý nữa của văn học chặng này đó chính là sự hình thành tiểu thuyết viết bằng chữ Quốc ngữ ở Nam Kỳ. Từ cuối thế kỷ 19, ở Nam Kỳ đã xuất hiện một số sáng tác bằng văn xuôi. Chữ Quốc ngữ có giá trị hơn cả là truyện thầy Lazaro Phiền của tác giả Nguyễn Trọng Quảng do nhà xuất bản Diệp Văn Kỳ ở Sài Gòn in năm 1887. Nhưng phải đến những năm đầu của thế kỷ 20, mới xuất hiện nhiều tác phẩm văn xuôi bằng chữ Quốc ngữ, trong đó đáng chú ý là cuốn tiểu thuyết Hoàng Tố Anh Hàm Oan năm 1910 của Thiên Trung, tức Trần Chánh Chiếu. Tuy nhiên, phần lớn truyện ngắn, tiểu thuyết ở chặng đầu này còn vụng về và non nớt. Giai đoạn này chính là giai đoạn để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa văn học. Nhưng nhìn chung, văn học chưa thoát khỏi hệ thống văn học Trung Đại.
Tiếp theo là giai đoạn 2 từ năm 1920 đến năm 1930. Ở chặng đường này, nền quốc văn mới đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhiều tác phẩm có giá trị xuất hiện, một số tác giả giàu sức sáng tạo đã tự khẳng định được tài năng của chính mình. Nhiều tác phẩm có giá trị đã xuất hiện, đó là tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, truyện ngắn của Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Hầu, thơ của Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải, kịch của Vũ Đình Long, Vi Huyền Đắc, Nam Xương. Song song với quá trình hiện đại hóa của văn học trong nước, truyện ký của Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động cách mạng ở Pháp, viết bằng tiếng Pháp có tính chiến đấu cao và bút pháp hiện đại, điêu luyện. Như vậy ta có thể thấy nhìn chung, nền văn học nước ta đến giai đoạn này đã đạt được một số thành tựu rất đáng ghi nhận trong quá trình hiện đại hóa, làm cho văn học có tính hiện đại. Tuy nhiên, nhiều yếu tố của văn học trung đại vẫn còn tồn tại phổ biến ở mọi thể loại từ nội dung đến hình thức. Giai đoạn thứ ba là từ những năm 1930 đến năm 1945. Đến giai đoạn này, văn học phát triển rất mạnh mẽ, có thể nói là gần như bùng nổ và đạt được rất nhiều thành tựu phong phú, rực rỡ, đặc sắc ở nhiều thể loại. Xuất hiện nhiều tác giả thực sự tài năng và nhiều tác phẩm đáng gọi là kiệt tác. Nhờ tiếp thu kinh nghiệm của văn học phương Tây mà chủ yếu là văn học Pháp, truyện ngắn, tiểu thuyết ở giai đoạn này đã được viết theo lối mới, khác xa với cách viết trong văn học cổ. Từ đây, cách xây dựng nhân vật đến nghệ thuật kể chuyện và ngôn ngữ nghệ thuật, thơ ca cũng đổi mới sâu sắc với phong trào thơ mới, một cuộc cách mạng trong thi ca. Cuộc cách mạng này không chỉ diễn ra ở phương diện nghệ thuật, phá bỏ những cái lối diễn đạt ước lệ, tượng trưng, những cái quy tắc cứng nhắc, công thức gò bó, mà còn diễn ra ở cả phương diện nội dung về cái cách nhìn, cách cảm xúc mới mẻ đối với con người và thế giới. Những thể loại mới như kịch nói, phóng sự và phê bình văn học xuất hiện cũng khẳng định sự đổi mới của văn học. Tóm lại, hiện đại hóa đã diễn ra trên mọi mặt trận của hoạt động văn học, làm biến đổi toàn diện và sâu sắc diện mạo của nền văn học Việt Nam. Hiện đại hóa văn học là một quá trình, ở hai giai đoạn đầu, đặc biệt là ở giai đoạn thứ nhất, sự đổi mới còn có những trở ngại nhất định bởi sự níu kéo của cái cũ. Vì thế, văn học từ năm 1900 đến năm 1930 được gọi là văn học giao thời. Đến giai đoạn thứ ba, công cuộc hiện đại hóa mới được hoàn tất, làm cho nền văn học nước nhà thực sự hiện đại, có thể hội nhập vào nền văn học thế giới. Và nói không qua, đó là từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 là một thời kỳ rất quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc. Với không đầy nửa thế kỷ, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến sâu sắc chưa từng thấy trong hoàn cảnh cơ cấu xã hội và môi trường văn hóa, tư tưởng có nhiều biến đổi quan trọng. Nền văn học dân tộc đã chuyển dần từ phạm trù văn học trung đại sang văn học hiện đại, vượt lên sự kiềm hãm của các thế lực thực dân phong kiến, hòa nhịp với sự lớn mạnh của dân tộc. Nền văn học nước nhà đã phát triển theo hướng hiện đại hóa với nhiệt độ nhanh chóng và đạt được những thành tựu to lớn. Có thể xem từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945 chính là thời kỳ vàng của lịch sử văn học Việt Nam. Chúng ta sẽ sang đến cái đặc điểm thứ hai, đó chính là văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Phát triển trong hoàn cảnh của một nước thuộc địa, chịu sự chi phối mạnh mẽ và sâu sắc của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, văn học Việt Nam thời kỳ này đã hình thành hai bộ phận, đó là công khai và không công khai. Văn học công khai là văn học hợp pháp, tồn tại trong vòng pháp luật của chính quyền, thực dân phong kiến. Văn học không công khai là bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và phải lưu hành bí mật. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bộ phận văn học công khai. Văn học công khai là những bộ phận văn học hợp pháp với những tác phẩm có tính dân tộc và tư tưởng lành mạnh nhưng không có ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với chính quyền thực dân. Do khác nhau về quan điểm nghệ thuật,
và khuynh hướng thẩm mỹ nên bộ phận văn học công khai lại phân hóa thành nhiều xu hướng, trong đó nổi lên hai xu hướng chính, đó là văn học lãng mạn và văn học hiện thực. Đầu tiên đó là xu hướng văn học lãng mạn. Nội dung của văn học lãng mạn thể hiện rõ cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và những ước mơ. Đề cao con người thế tục, quan tâm đến những số phận cá nhân và những mối quan hệ riêng tư. Về đề tài thì nó viết về đề tài thiên nhiên, tình yêu và tôn giáo. Thứ ba là về thể loại, được thể hiện rõ qua thơ và văn xuôi trữ tình. Thứ hai là xu hướng văn học hiện thực. Nội dung của văn học hiện thực là phản ánh hiện thực thông qua những hình tượng điển hình. Đề tài là về những cái vấn đề xã hội. Thể loại được viết ở thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn và phóng sự. Tiếp theo là bộ phận văn học không công khai. Trong bộ phận văn học không công khai có thơ văn cách mạng, tiêu biểu nhất là thơ văn sáng tác trong tù. Văn học cách mạng cũng có lúc được lưu hành công khai. Văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục, văn thơ cách mạng thời kỳ mặt trận dân chủ, nhưng chủ yếu vẫn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật của chế độ thực dân phong kiến và đời sống văn học bình thường. Đây là tiếng nói của các chiến sĩ và quần chúng nhân dân tham gia phong trào cách mạng. Họ coi thơ văn trước hết là một thứ vũ khí sắc bén chiến đấu, chống lại kẻ thù dân tộc, là phương tiện để truyền bá tư tưởng yêu nước và cách mạng. Mặc dù ra đời trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, luôn bị kẻ địch khủng bố ráo riết, thiếu thốn những điều kiện vật chất tối thiểu để sáng tác và phổ biến, nhưng cùng với sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, xu hướng văn học này ngày càng phát triển. Trước hết là về nội dung, văn học cách mạng đã đánh thẳng vào bọn thống trị thực dân cùng bè lũ tay sai, nói lên khát vọng độc lập, đấu tranh để giải phóng dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn và niềm tin không gì có thể lay chuyển nổi vào tương lai tất thắng của cách mạng. Và về nghệ thuật, hình tượng trung tâm đó chính là những người chiến sĩ và thường được sáng tác chủ yếu bằng văn vần. Trong văn thơ yêu nước đầu thế kỷ 20, đặc biệt là những bài thơ của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, nhiệt huyết sôi trào, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc, tỏ rõ khí phách hiên ngang, bất khuất khi bị sa vào tay giặc. Những tác phẩm tiêu biểu như Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, Từ ấy của Tố Hữu, Ngục con tum của Lê Văn Hiến đã khắc họa thành công hình ảnh con người mới của thời đại, những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ở bộ phận văn học không công khai này, quá trình hiện đại hóa gắn liền với quá trình cách mạng hóa văn học. Có thể nói nhìn bao quát, giữa các bộ phận văn học công khai và không công khai, giữa các xu hướng văn học có sự khác biệt và đấu tranh với nhau về mặt khuynh hướng tư tưởng và về quan niệm nghệ thuật. Nhưng trong thực tế, chúng ít nhiều vẫn có tác động, thậm chí có khi chuyển hóa lẫn nhau để cùng phát triển. Điều đó đã tạo nên một cái tính chất đa dạng, phong phú, phức tạp của văn học thời kỳ này, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945. Và đặc điểm cuối cùng đó là văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng. Cùng với sự chuyển biến của tình hình xã hội, văn học thời kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945, đặc biệt là từ đầu những năm 30 trở đi, đã phát triển hết sức nhanh chóng. Chỉ trong vòng hơn một thập kỷ, các bộ phận, các xu hướng văn học đều vận động, phát triển với một tốc độ đặc biệt khẩn trương, mau lẹ. Điều đó đã được thể hiện qua sự phát triển về số lượng tác giả và tác phẩm, sự hình thành và đổi mới các thể loại văn học và độ kết tinh ở những tác giả và tác phẩm tiêu biểu. Vậy, nguyên nhân do đâu mà văn học giai đoạn này lại có tốc độ phát triển nhanh chóng như thế? Thứ nhất, đó là do sự thúc bách của thời đại. Thứ hai, đó là do sự vận động tự thân của nền văn học dân tộc. Và cuối cùng là do sự trỗi dậy mạnh mẽ của cái tôi cá nhân ở bộ phận thanh niên trí thức sau hàng trăm năm bị kìm hãm. Chính cái tôi cá nhân này là một trong những động lực tạo nên sự phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng và những thành tựu rực rỡ của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20 theo hướng hiện đại hóa. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 La Mã để tìm hiểu rõ hơn về những thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945.
Trước hết là về nội dung và tư tưởng, văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945 đã kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của văn học dân tộc là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo, đồng thời đem đến cho văn học thời kỳ này một đóng góp mới của thời đại, đó chính là tinh thần dân chủ. Tư tưởng yêu nước trong văn học Trung Đại thường gắn liền với nước, với vua, vì chủ nghĩa tôn quân là tư tưởng chung của thời đại. Đến thơ văn của Phan Bội Châu, nước không còn gắn với vua nữa mà được gắn liền với nhân dân. Dân là dân nước, nước là nước dân. Còn trong sáng tác của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh, Tố Hữu và những nhà thơ cách mạng vô sản khác thì chủ nghĩa yêu nước gắn liền với lý tưởng xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản. Tinh thần dân chủ cũng đem đến cho truyền thống nhân đạo những nét mới, quan tâm đến những con người bình thường trong xã hội, nhất là tầng lớp nhân dân cực khổ lầm than. Các nhà văn thuộc thế hệ từ năm 1930 đến năm 1945 không chỉ tố cáo áp bức bóc lột mà còn thể hiện sâu sắc khát vọng mãnh liệt của mỗi cá nhân, đề cao vẻ đẹp hình thức, phẩm giá và phát huy cao độ tài năng của mỗi người. Tiếp theo là về hình thức, thể loại và ngôn ngữ văn học. Tiểu thuyết văn xuôi quốc ngữ ra đời, đến những năm 30 được đẩy lên một bước mới. Các tác giả tiêu biểu đó là Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, truyện ngắn đã đạt được thành tựu phong phú và vững chắc. Tác giả tiêu biểu là Nguyễn Công Hoan, Nam Cao hay Thạch Lam. Phóng sự ra đời đầu những năm 30 và phát triển một cách mạnh mẽ. Các tác giả tiêu biểu là Lê Văn Hiến, Nam Sương. Trong giai đoạn này thì bút ký, tùy bút, kịch, phê bình văn học cũng phát triển. Một số tác giả tiêu biểu đó là Hoài Thanh, Đặng Thái Mai. Thơ ca phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu rất to lớn. Các tác giả tiêu biểu đó chính là Tản Đà, Hồ Chí Minh, Tố Hữu. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua phần Ba La Mã tổng kết. Thấy rõ rằng những thành tựu của văn học thời kỳ này là hết sức to lớn, gắn liền với cái kết quả của cuộc cách tân về cả thể loại và ngôn ngữ. Thời kỳ này đã để lại nhiều tên tuổi lớn và nhiều tác phẩm xuất sắc được xem là kiệt tác của văn học dân tộc. Văn học giai đoạn này kế thừa tinh hoa của truyền thống văn học dân tộc, đồng thời mở ra thêm một kỷ nguyên mới, một thời kỳ văn học hiện đại có khả năng hội nhập với các nền văn học khác trên thế giới. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn các em trong bài học tiếp theo.